Dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 26 tháng Giêng năm 2024. Sau đây là các bản tin chính. Tòa án công lý quốc tế phán rằng Israel phải tuân theo các nghĩa vụ của mình tại Gaza ngay lập tức. Cựu Tổng thống Trump phải bồi thường thiệt hại cho bà E. Jean Carroll 83.3 triệu Mỹ Kim. Bộ Nội an Hoa Kỳ, tức là NSA, bí mật mua dữ liệu của người Mỹ mà không có lệnh tòa. Lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn trưng cấp bích chương chống Hoa Kỳ tại Iraq. Điều trần về việc loại tên ông Trump khỏi lá phiếu tại tiểu bang Illinois dựa trên tu chính án thứ 14. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đạt được thỏa thuận với New York giải quyết một số các khiếu nại về quấy rối tình dục của cựu thống đốc Cuomo. Trung tâm CDC cho biết số trường hợp mắc bệnh sởi đang gia tăng tại Mỹ. Và nhà hàng miễn phí cho trung tâm tạm trú người vô gia cư tại California. Và cuối cùng vẫn là thường lệ bản tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Bây giờ sẽ là phần tin chi tiết cũng được mở đầu với Thanh Thảo. Bản tin đầu tiên là Tòa án Công lý Quốc tế ICJ phán rằng Israel phải tuân theo các nghĩa vụ của mình ở Gaza ngay lập tức. Tòa án Công lý Quốc tế với tắt là ICJ đã áp đặt các biện pháp tạm thời đối với Israel về hoạt động quân sự của nước này ở dải Gaza với quan điểm ngăn chặn hành vi vi phạm công ước diệt chủng. Thẩm phán của tòa ICJ là bà John Donohue đã nói Israel phải tuân theo các nghĩa vụ của mình theo công ước diệt chủng liên quan đến người Palestine ở Gaza và thực hiện mọi biện pháp trong khả năng của mình nhằm ngăn chặn việc thực hiện những hành vi trong phạm vi điều 2 của công ước nói riêng, bao gồm việc giết hại thành viên của một nhóm, gây tổn hại nghiêm trọng về thể xác hoặc tinh thần cho các thành viên trong nhóm. Tòa án còn xem xét thêm rằng Israel phải bảo đảm có hiệu lực ngay lập tức rằng lực lượng quân sự của họ không thực hiện bất cứ hành vi nào được liệt kê ở trên. Thẩm phán Donohue cũng nói thêm, tòa án còn xem xét thêm rằng Israel phải thực hiện những biện pháp ngay lập tức và hiệu quả để có thể cung cấp những dịch vụ cơ bản cần thiết, khẩn cấp và hỗ trợ nhân đạo nhằm giải quyết các điều kiện sống bất lợi mà người Palestine ở dải Gaza phải đối mặt. Israel cũng phải thực hiện những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn việc tiêu hủy và bảo đảm lưu giữ bằng chứng liên quan đến các cáo buộc về những hành vi trong phạm vi điều 2 và điều 3 của Công ước Diệt chủng chống lại các thành viên của nhóm Palestine ở dải Gaza. Tòa án Công lý Quốc tế ICJ cho biết họ có thẩm quyền xét xử vụ này và một số hành vi có thể nằm trong các điều khoản của Công ước Diệt chủng. Tòa án Công lý Quốc tế đã kết luận rằng họ có thẩm quyền đối với vụ kiện tranh chấp giữa Nam Phi và Israel về việc liệu rằng các hành động của Israel tại Gaza có thể dẫn đến tội diệt chủng hay không. Và Tòa án Công lý Quốc tế đã bác bỏ yêu cầu của Israel về việc hủy bỏ vụ kiện này. Bồi thẩm đoàn trong ngày hôm nay đã đưa ra phán quyết rằng cựu Tổng thống Donald Trump phải trả 83.3 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường thiệt hại. Một số tiền đáng kinh ngạc đánh dấu một bước thụt lùi pháp lý nặng nề nhất đối với một cựu Tổng thống hiện đang vướng vào nhiều vụ án hình sự về dân sự trong khi đang vận động tranh cử để vào tòa nhà Bạch Ốc. Phán quyết này là lần thứ hai trong năm qua bồi thẩm đoàn đã trao cho bà E. Jean Carroll số tiền bồi thường hàng triệu Mỹ Kim từ cựu tổng thống vì những tuyên bố phỉ báng của ông chê bai và phủ nhận các cáo buộc hiếp dâm của bà này. Và sau đây là một số các điểm chính rút ra từ phiên tòa trong ngày. Một bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết để chống lại cựu tổng thống Donald Trump. Bồi thẩm đoàn gồm 9 người đã trao cho bà Carroll 18.3 triệu Mỹ Kim tiền bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, chính những khoản bồi thường thiệt hại mang tính trừng phạt cũng đã mang lại cho bà Carroll một số tiền 65 triệu Mỹ Kim, tổng cộng là 83.3 triệu. Trong phiên tòa thì các luật sư của bà Carroll đã nói với bồi thẩm đoàn rằng cựu tổng thống nên bị trừng phạt với số tiền bồi thường lớn như thế để buộc ông ấy phải chấm dứt những hành vi phỉ báng của mình. Bà Carroll sẽ nhận được số tiền lớn này hay không? Vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước khi bà có thể nhận được số tiền mà bồi thẩm đoàn đã ra phán quyết trong ngày hôm nay.
Và năm ngoái thì bồi thẩm đoàn trong phiên tòa xét xử phi bán đầu tiên cũng đã trao cho bà Carol số tiền bồi thường tổng cộng 5 triệu Mỹ Kim từ cựu tổng thống sau khi phát hiện ra rằng cựu tổng thống đã lạm dụng tình dục bà và sau đó đã lên tiếng phỉ báng bà ấy năm 2022. Phán quyết này hiện nay vẫn đang được kháng cáo và cựu tổng thống trong vòng vài phút sau phán quyết hôm nay thứ sáu cũng đã đưa ra tuyên bố rằng ông ấy sẽ làm tương tự như vậy, tức là sẽ đưa ra kháng cáo ngay lập tức. Cựu tổng thống đã dành 5.5 triệu Mỹ Kim đưa vào tài khoản do tòa án kiểm soát vào năm ngoái trong một bước nhằm đáp ứng các phán quyết từ vụ kiện phỉ báng đó. Tuy nhiên, bà Carol sẽ không có quyền truy cập vào số tiền này cho đến khi tất cả những kháng cáo này được giải quyết, ngay cả nó có thể được đưa lên đến tối cao pháp viện Hoa Kỳ. Trong trước khi mà quan tòa đưa ra phán quyết trong ngày hôm nay, thì luật sư của bà Carol khi chỉ vừa mới bắt đầu cuộc tranh luận cuối cùng vài phút thì cựu tổng thống đã đứng dậy và bước ra khỏi phòng xử án. Và ông ở bên ngoài phòng xử án cho đến sau giờ giải lao. Và đến khi luật sư Alina Habba của ông trình bày vụ việc của mình trước bồi thẩm đoàn, thì lúc đó ông đã rời khỏi tòa án vào lúc khoảng 4 giờ chiều. Phía bà Carol đã chứng minh với bồi thẩm đoàn rằng bà bị tổn hại từ các tuyên bố phỉ báng của cựu tổng thống. Và bồi thẩm đoàn đã không mất nhiều thời gian để đưa ra phán quyết để chống lại cựu tổng thống Donald Trump. Trong phiên tòa, thì thẩm phán đã liên tiếp đưa ra những lời nhắc nhở luật sư của cựu tổng thống. Thẩm phán Kaplan đã không mấy kiên nhẫn với luật sư Habba hoặc là ngay cả chính cựu tổng thống Donald Trump trong một số các cuộc tranh luận trong phiên tòa ngày thứ Sáu. Thẩm phán đã liên tiếp lên tiếng khiển trách luật sư của cựu tổng thống và có lúc cũng mạnh mẽ lên tiếng cảnh báo rằng bà có thể sẽ phải dành thời gian ngồi trong tù vì cái sự lên tiếng của bà luật sư Habba. Sự khó chịu của thẩm phán đối với các luật sư của cựu tổng thống Donald Trump là một khuôn mẫu đã từng diễn ra trong hai phiên tòa dân sự mùa thu của ông ấy. Hiện nay thì tất cả những cái sự kiện này vẫn còn đang chờ đợi để được kháng cáo. Và sau khi phiên tòa vừa kết thúc thì phía luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã lên tiếng cho biết rằng là họ sẽ kháng cáo điều này. Khi bước ra khỏi phòng tòa, khi được là các phóng viên bao vây chung quanh đã hỏi, thì bà Habba, luật sư của cựu tổng thống Donald Trump đã nói: chúng tôi đã bị tước bỏ tất cả mọi quyền bào chữa, mọi lời bào chữa trước khi chúng tôi bước vào, và tôi tự hào đã được sát cánh cùng cựu tổng thống Trump vì ông ấy đã xuất hiện, đã đứng lên và đối mặt với thẩm phán trong phiên tòa ngày hôm nay. Trong khi đó thì cựu tổng thống cũng đã đăng lên tài khoản Truth Social của mình ngay sau khi rời khỏi tòa án: hoàn toàn vô lý, tôi hoàn toàn không đồng ý với cả hai phán quyết và sẽ kháng cáo tất cả cái cuộc căng săn phù thủy này do Biden chỉ đạo, tập trung vào tôi và đảng Cộng Hòa. Hệ thống pháp lý của chúng ta nằm ngoài tầm kiểm soát và được sử dụng như một vũ khí chính trị. Họ đã lấy đi tất cả quyền của tu chính án thứ nhất. Đây không phải là Hoa Kỳ. Đó là lời nhận xét của cựu tổng thống Donald Trump trên Truth Social. Kế đến là bản tin Bộ Nội an Hoa Kỳ, NSA đã bí mật mua dữ liệu của người tiêu dùng Mỹ mà không có lệnh tòa. Tài liệu mới được công bố cho thấy cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã mua dữ liệu Internet của người Mỹ mà không có giấy phép. Tiết lộ này đến từ những lá thư mới được giải mật gần đây được Thượng nghị sĩ Ron Wyden thuộc Đảng Dân Chủ của tiểu bang Oregon công bố. Các quan chức cho biết rằng Bộ Nội an, tức là NSA, đã mua dữ liệu duyệt web từ các nhà môi giới dữ liệu thương mại, trong đó bao gồm thông tin về các trang web mà người Mỹ truy cập và các ứng dụng mà họ sử dụng. Ông Paul Nakasso là giám đốc của NSA vào thời điểm đó đã viết rằng dữ liệu không chứa nội dung liên lạc. Và ông cũng cho biết NSA đã không mua dữ liệu vị trí của điện thoại di động hoặc là dữ liệu vị trí do hệ thống thông tin giải trí trên xe hơi ở Hoa Kỳ tạo ra. Bộ Nội an đã xác nhận trong một tuyên bố rằng họ mua dữ liệu từ các nhà cung cấp tư nhân. Đây là bằng chứng mới nhất cho thấy các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên mua thông tin nhạy cảm về người Mỹ từ các thị trường thương mại, mà nếu không mua thì họ cần phải có lệnh của tòa án để thu thập. Tin tức này xuất hiện trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng các chính phủ nước ngoài cũng đang làm điều tương tự. Thượng nghị sĩ Ron Wyden cho biết hoạt động này là một vùng xám hợp pháp, trong đó các nhà môi giới dữ liệu lặng lẽ thu thập và bán lại siêu dữ liệu trên Internet mà không có sự đồng ý của người tiêu dùng. Ông cho biết NSA đã cố gắng giữ bí mật toàn bộ sự việc. Trong một lá thư gửi giám đốc tình báo quốc gia Arvio Haines, thượng nghị sĩ cho biết chính phủ cần một lời cảnh tỉnh và ông kêu gọi các quy định mới hạn chế việc mua dữ liệu trong phạm vi chỉ riêng đối với những dữ liệu mà người Mỹ đã đồng ý bán. Lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn tại Iraq đã trưng bày một số các áp phích chống lại Hoa Kỳ trên khắp thủ đô Baghdad của Iraq.
ngày càng có nhiều áp phích nổi bật tấn công Hoa Kỳ và Israel được các dân quân được Iran hậu thuẫn trưng bày khắp thủ đô Baghdad của Iraq. Nhà báo Mohammed Tawik của CNN đã đưa ra những hình ảnh vào ngày thứ Sáu. Các hình ảnh mà trên áp phích chúng ta đang thấy, thưa quý vị, một áp phích của lực lượng dân quân Shiite Kataib Ebola của Iraq mô tả lá cờ Mỹ và lá cờ của Israel đang bốc cháy. Trong chú thích thì có nội dung có nghĩa là cái chết đối với nước Mỹ và Israel, một khẩu hiệu truyền thống của người Hồi giáo Shiite thể hiện lòng trung thành với Hussein bin Ali, một nhân vật được tôn kính trong đạo Hồi. Trong một tấm áp phích khác, một bích chương khác, người ta thấy của lực lượng Harakat Ebola Anujaba cho thấy một số người đàn ông bao gồm chỉ huy lực lượng Kurd của Iran Qasem Soleimani và Abu Mahdi al-Muhandis là phó chỉ huy người Iraq của lực lượng huy động nhân dân Iraq do Iran hậu thuẫn, và 5 nhân vật khác trong nhóm, tất cả đều thiệt mạng trong những cuộc không kích của Hoa Kỳ. Tấm bích chương đã tuyên bố những người đàn ông này là các vị tử đạo trên đường đến Jerusalem. Tấm áp phích thứ ba thì tưởng tượng những chiếc lều của đội quân chiến đấu của Hussein bao vây điện Capitol của Hoa Kỳ ở Washington DC và đe dọa nước Mỹ bằng dòng chữ "Ngày của các ngươi đã được đánh số". Hình ảnh tưởng tượng về một hỏa tiễn bay tới ngay trước khi nó được tấn công vào chiếc trực thăng quân sự Hoa Kỳ được hiển thị trên một tấm bích chương khổng lồ khác tại trung tâm Baghdad, gợi ý một hành động trả thù, một hình ảnh kịch tính được kèm theo chân dung của Soleimani và al-Muhandis, và dường như cho thấy xác của các lính Mỹ và những phương tiện quân sự bị phá hủy nằm rải rác chung quanh khung cảnh ngày tận thế. Ngày thứ ba thì Hoa Kỳ đã thực hiện một số các cuộc không kích nhắm vào cơ sở ở Iraq được dân quân Iran hậu thuẫn từ sử dụng trong các cuộc tấn công liên tiếp sau đó vào lực lượng Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã tuyên bố trong một tuyên bố. Theo một quan chức Hoa Kỳ thì lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq và Syria đã bị tấn công ít nhất là 151 lần kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu vào ngày 17 tháng 10, 10 ngày sau khi lực lượng Hamas tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10. Cái đây là bản tin về điều trần về việc loại tên ông Trump khỏi lá phiếu tại tiểu bang Illinois. Dựa trên tu chính án thứ 14, một thẩm phán đã nghỉ hưu do Ủy ban bầu cử tiểu bang Illinois thuê đã tổ chức một phiên điều trần hôm thứ Sáu ngày 26 tháng Giêng về việc liệu lệnh cấm nổi dậy của tu chính án thứ 14 có áp dụng đối với cựu Tổng thống Donald Trump hay không. Một số cử tri đã đệ đơn thách thức ông Trump và lập luận rằng tiểu bang Illinois nên cùng với Colorado và Maine loại bỏ tên của ông ra khỏi cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 của họ dựa trên vai trò của ông trong cuộc nổi dậy ngày 6 tháng Giêng năm 2021 tại điện Capitol, Hoa Kỳ. Các quyết định ở các tiểu bang đó đã bị tạm dừng trong khi chờ kết quả kháng cáo của ông Trump về vụ Colorado lên tòa án tối cao. Thẩm phán đã nghỉ hưu của Illinois là Clark Erickson đã chủ trì phiên điều trần kéo dài khoảng 2 giờ tại Chicago hôm thứ Sáu. Đề nghị của ông được dự kiến là sẽ được công bố vào ngày thứ Ba tuần tới khi toàn bộ hội đồng bầu cử họp và hội đồng sau đó sẽ bỏ phiếu về đề nghị này. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra kết luận là cựu thống đốc tiểu bang New York, ông Andrew Cuomo đã có những hành động quấy rối tình dục hơn một chục nhân viên tiểu bang. Theo một thỏa thuận đã được công bố vào ngày hôm nay thứ Sáu, xác nhận các cáo buộc từ cuộc điều tra hành vi sai trái gây tổn hại đưa đến việc đảng Dân Chủ, ông Andrew Cuomo đã phải từ chức. Thỏa thuận được dàn xếp giữa New York và Bộ Tư pháp giải quyết cuộc điều tra quấy rối tình dục của cơ quan liên bang đối với ông Cuomo và vạch ra các bước bổ sung mà tiểu bang sẽ thực hiện để thay đổi cách giải quyết đối với các khiếu nại về hành vi sai trái của ông Cuomo. Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đã phát hiện ra hành vi sai trái tình dục này của ông Cuomo và thỏa thuận dàn xếp này có thể làm giảm bớt những lời chỉ trích lâu nay của ông ấy đối với cuộc điều tra của thẩm phán James Letitia vào thời điểm nhạy cảm. Phát ngôn viên của bà James cho biết vào ngày hôm nay, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã phát hiện rằng ông Andrew Cuomo đã quấy rối tình dục nhiều phụ nữ và tạo ra môi trường làm việc thù địch, xác nhận những gì báo cáo độc lập của Tổng trưởng lý New York đã tìm thấy hơn 2 năm trước đây là những điều chính xác. Trung tâm CDC cho biết số trường hợp mắc bệnh sởi đang gia tăng tại Mỹ. Bệnh sởi đang gia tăng tại Mỹ và đó là theo cảnh báo được đưa ra hôm thứ Năm bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, tức là CDC. CDC cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ y tế phải cảnh giác sau một số đợt bùng phát bệnh measles, tức là bệnh sởi, còn được gọi là bệnh ban đỏ, trong phần lớn trẻ em chưa được tiêm chủng. Các quan chức y tế đã theo dõi gần 20 trường hợp nhiễm siêu vi khuẩn bệnh sởi kể từ tháng 12 vừa qua. Điều này xảy ra khi tỷ lệ tiêm chủng đã giảm tại Mỹ.
Theo báo cáo của CDC, nước Mỹ đã đạt mức miễn trừ chích ngừa kỷ lục hồi vào năm học trước. Và Hoa Kỳ không đơn độc. Các quan chức đã chứng kiến sự gia tăng tương tự về số trường hợp mắc bệnh sởi trên khắp thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, năm 2022 đã có 9 triệu ca mắc bệnh sởi. Siêu vi khuẩn này lây nhiễm qua các giọt nhỏ khi một người bệnh ho hoặc hắt hơi. Các triệu chứng thường xuất hiện 1 hoặc 2 tuần sau khi tiếp xúc với người bệnh. Và chúng có thể bao gồm sổ mũi, ho và sốt cao, kèm theo phát ban khởi sự ở chân tóc trước khi lan xuống dưới cơ thể. Chuyên gia y tế khuyên rằng nên chích ngừa bệnh sởi cho con em và cả người trưởng thành theo quy định của Bộ Y tế. Một trung tâm tạm trú dành cho người vô gia cư ở tại California đang bổ sung thêm giá trị vào thực đơn của mình bằng cách là khai trương một nhà hàng mới tại trung tâm tạm trú có tên gọi là Povarello ở thành phố Fresno, phía Bắc California, được gọi là quán cà phê của Papa Mike. Nhà hàng này sẽ có một số các thực đơn nhiều loại khác nhau và để phục vụ cho các thực khách có nhu cầu, đặc biệt đối với những người tạm trú tại trung tâm vô gia cư này. Povarello House đang phục vụ bữa ăn cho các thành viên cộng đồng và tất cả sự phục vụ này đều do các thiện nguyện viên phục vụ một cách miễn phí và tất cả các món ăn đều được phục vụ miễn phí. Và người đại diện cho nhà hàng này đã tuyên bố là cái vấn đề quan trọng ở đây là phẩm giá của những người vô gia cư vẫn được tôn trọng một cách đầy đủ khi họ vào đây để order thực phẩm. Và sau đây là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Các chỉ số chính đã giảm nhẹ hôm thứ Sáu nhưng vẫn giữ tốc độ tăng hàng tuần khi dữ liệu mới nhất bổ sung vào bức tranh tích cực về nền kinh tế Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tức PCE cốt lõi của tháng 12 phù hợp với dự báo hàng tháng của các kinh tế già nhưng thấp hơn một chút so với dự đoán hàng năm. Đây là thước đo lạm phát ưa thích của Quỹ Dự trữ Liên bang, cơ quan đặt ra chính sách tiền tệ. Các phân tích gia kinh tế nhận định rằng tất cả dữ liệu kinh tế, cả GDP lẫn PCE đều tốt trong tuần này và cho thấy nền kinh tế Mỹ sẽ đáp nhẹ nhàng nhưng vẫn tích cực. Tuy nhiên, tình trạng bán tháo ở một số cổ phiếu nổi tiếng do báo cáo lợi tức đã hạn chế mức tăng trong tuần này. Tính trong tuần, S&P 500 và Nasdaq đều tăng hơn 1%, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 0.7%. Và các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones tăng 60.30 điểm, tương đương với 0.16%, kết thúc ở mức 38.109.43. Chỉ số S&P 500 giảm 3.19 điểm, tương đương với 0.07%, kết thúc ở mức 4.890.97. Chỉ số Nasdaq giảm 55.13 điểm, tương đương với 0.36%, kết thúc ở mức 15.455.36. Giá vàng tăng 40 xu, tương đương với 0.02%, đóng cửa ở mức 2.018.20 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô tăng 83 xu, tương đương với 1.07%, và đóng cửa ở mức 78.19 Mỹ Kim một thùng. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình Việt Face Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chúc quý vị một cuối tuần an vui và xin hẹn gặp lại trong chương trình thứ hai tuần tới. Xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới. 12 tháng, một đổi một, mới 100%. Trung tâm BST Dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Để nhận một chiếc iPhone hoặc Samsung Galaxy miễn phí, chương trình dịch vụ 5G Internet tốc độ cao, dịch vụ điện thoại miễn phí không giới hạn hàng tháng, bạn còn có cơ hội nhận được một máy tính bảng free. Bạn sẽ không có ràng buộc hợp đồng, không hóa đơn hàng tháng và hoàn toàn không có lệ phí ẩn. AirTalk Wireless, Connecting Americans. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise, sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Bạn hiện đang nhận các phúc lợi chính phủ như Medicaid, SNAP, Food Stamps, SSI, WIC, trợ cấp nhà ở công, học bổng Pell Grant hoặc thu nhập của bạn nằm dưới mức nghèo theo quy định liên bang. Nếu có, hãy nhanh tay đăng ký với AirTalk Wireless ngay hôm nay để nhận điện thoại iPhone 7, Samsung Galaxy S9 hoặc Motorola hoàn toàn miễn phí.
bạn cũng sẽ nhận được tặng gói cước với data, cuộc gọi và tin nhắn không giới hạn mỗi tháng thông qua chương trình Lifeline và Affordable Connectivity Program do chính phủ tài trợ. Ngoài ra, bạn có thể mua máy tính bảng chỉ với giá 10 Mỹ Kim và 1 xu. Ưu đãi hoàn toàn miễn phí này không yêu cầu hợp đồng, không tính lệ phí hàng tháng và không có khoản phí ẩn. Hãy truy cập airtalkwireless.com ngay hôm nay để ghi danh nhận ưu đãi. Trải nghiệm lại những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino, nơi quý vị có thể vui chơi thật thỏa thích. Nhiều những loại bài thật nóng, với con tim tươi vui nồng ấm. Mọi thế hệ cùng nhau vui chơi. Khi tới tận hưởng những sự kết hợp tuyệt vời tại Pechanga Resort Casino. Để có một dàn karaoke ưng ý về chế độ bảo hành và phục vụ tốt nhất, xin vui lòng liên hệ HQ Sing Karaoke, số điện thoại 678-884-8888 hay là trang nhà hqsing.com. Với chế độ bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất trên thế giới, 12 tháng, 1 đổi 1, mới 100%. Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, trọn đời. Công nghệ digital chống hú tuyệt đối, nhớ được nhiều cấu hình phù hợp cho nhiều giọng hát khác nhau, phối ghép rất phù hợp với các loại loa Mỹ JBL, Bose, QSC.